Chào mừng các em đến với bài giảng điện tử môn toán lớp 1 bộ sách kết nối tri thức về cuộc sống. Cô xin giới thiệu, cô là Trương Thị Quỳnh, giáo viên trường tiểu học số 1 Đồng Hợp. Hôm nay cô rất vui khi được hướng dẫn các em học bài phép trừ trong phạm vi 10 tiết 1 bớt đi còn lại mấy, trang 68-69. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay: 1. Giúp các em nhận biết được ý nghĩa của phép trừ. 2. Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10. 3. Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ. 4. Phát triển năng lực học toán. Trước khi bước vào bài học mới, chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ nhé. Như vậy, những bài trước chúng ta đã học phép cộng trong phạm vi 10 rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình và thực hiện cho cô bài tập sau. Câu 1, hãy chọn kết quả đúng. 2 cộng 7 bằng A 7, B 8, C 9. À, đúng rồi, kết quả đúng ở đây sẽ là đáp án C 9. Các bạn rất là giỏi. Câu thứ 2, hãy chọn kết quả đúng. 3 cộng 3 cộng 2 bằng A 8, B 9, C 10. À, kết quả đúng ở đây sẽ là A 8. Cô chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã vừa ôn lại bài cũ. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào tiết học mới. Các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình nào. Có 5 quả cam, bớt 1 quả, còn lại mấy quả? À, như vậy là nhiều bạn đã đếm số quả ở trong đĩa và chúng ta thấy còn lại là 5 quả. Vậy nếu không thực hiện cách đếm này thì chúng ta sẽ sử dụng phép tính gì? Bớt đi. Thì chúng ta sẽ dùng phép tính trừ và chúng ta nói 6 bớt 1 bằng 5. Hay là nói 6 trừ 1 bằng 5. Và đây là dấu trừ. Dấu trừ gồm một nét gạch ngang. Các bạn chú ý là khi bớt đi chúng ta sẽ dùng phép tính trừ. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào ví dụ thứ hai. Có 5 quả bóng, bay mất 2 quả, còn lại mấy quả? Như vậy là bay đi, chúng ta sẽ dùng phép tính trừ. Và phép tính ở đây sẽ là 5 trừ 2 bằng 3. Các bạn chú ý, bay đi tức là chúng ta sẽ dùng phép tính trừ. Như vậy là qua hai ví dụ vừa rồi, chúng ta đã biết được bớt đi, bay đi sẽ dùng phép tính trừ. Bây giờ để chúng ta làm bài tốt hơn thì chúng ta sẽ bước vào phần thực hành. Cô mời các bạn. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta điền số còn lại mấy quả bưởi trên cây. Như vậy là chúng ta có các ô vuông sau: 8 trừ chấm hỏi bằng chấm hỏi. Vậy chúng ta sẽ điền những số nào ở trong những ô này? Muốn biết còn lại mấy quả bưởi trên cây thì các bạn hãy đếm cho cô số bưởi được đã hái đi. À, đúng rồi, số bưởi đã hái đi là 3 quả. Vậy chúng ta sẽ dùng phép tính trừ. 8 trừ 3 bằng,
Cô mời các bạn nào điểm cho cô những quả bưởi ở trên cây. À đúng rồi, như vậy là 8 trừ 3 bằng 5. Các bạn rất là giỏi. Chúng ta bước vào ví dụ bài tập B. Còn lại mấy quả trứng chưa nở? Bây giờ các bạn có thể đếm những quả trứng chưa nở ở đây và đếm cho cô những quả trứng đã nở rồi và điền vào những ô trống này. Đầu tiên, để biết còn lại mấy quả trứng chưa nở thì các bạn hãy đếm cho cô số quả trứng đã nở rồi. Các bạn đếm cho cô nào. À, như vậy là có 7 quả trứng đã nở rồi. Vì vậy chúng ta sẽ có phép trừ 10 trừ 7 bằng 3. Như vậy phép tính đúng ở đây sẽ là 10 trừ 7 bằng 3. Cô khen các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm bài tập 2. Số. Bài tập này yêu cầu chúng ta điền số vào các phép tính sau. Các bạn lưu ý, cô có những chấm tròn tương ứng với các phép trừ ở đây và những dấu gạch chéo này được xem như là trừ đi. Vậy các bạn hãy tự thực hiện cho cô và làm vào trong vở nháp cho cô nào. Cô mời các bạn cùng nhìn lên màn hình và xem kết quả. 7 trừ 2 bằng 5. 7 trừ 5 bằng 2. 8 trừ 5 bằng 3. 6 trừ 4 bằng 2. 9 trừ 4 bằng 5. Như vậy, đây là kết quả đúng. Cô mời các bạn hãy nhẩm lại các phép tính này cho cô. 7 trừ 2 bằng 5. 7 trừ 5 bằng 2. 8 trừ 5 bằng 3. 6 trừ 4 bằng 2. 9 trừ 4 bằng 5. Và cô mong muốn các bạn hãy học thuộc phép tính trừ này và chúng ta sẽ áp dụng vào những bài tập sau nữa. Các em thân mến, hôm nay cô đã giúp các em học bài phép trừ trong phạm vi 10. Và bài học ngày hôm nay đã giúp các em hiểu được ý nghĩa của phép trừ, thực hiện được một số phép trừ trong phạm vi 10 để giải quyết các tình huống. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.